Chào mừng các bạn đến với khóa học kỹ năng tư vấn bán hàng. Tuyệt chiêu vượt qua người gác cổng. Trong bán hàng, người gác cổng được hiểu là lễ tân, trợ lý, thư ký, bảo vệ. Những người này sẽ chặn các bạn lại khi các bạn muốn tiếp cận đến người ra quyết định mua hàng, chẳng hạn như CEO, trưởng các bộ phận, v.v. Họ sẽ gây khó cho các bạn, không muốn cho các bạn tiếp cận với những người này. Tại sao vậy? Đơn giản, đó là nhiệm vụ của họ mà. Giả dụ chúng ta gọi điện đến công ty ABC, cần gặp anh Hùng là CEO. Khi gọi đến, lễ tân bắt máy và hỏi: anh chị gặp anh Hùng có việc gì? Nếu chúng ta trả lời là muốn giới thiệu sản phẩm XYZ, thì lập tức sẽ nhận câu trả lời đại loại: anh Hùng đang bận, anh Hùng đang họp, hoặc là cứ đưa tài liệu brochure cho em là được rồi, anh chị về đi, em sẽ trình, và khi nào có nhu cầu anh Hùng sẽ gọi lại cho. Như vậy là chúng ta thua rồi, phải không nào? Chắc chắn là họ sẽ không đưa cho anh Hùng, họ cất qua một bên. Vài hôm sau, cô ấy cho chúng vào thùng rác mà không thương tiếc. Vậy ta phải làm sao đây các bạn? Tuyệt chiêu ở đây. Để biết được tuyệt chiêu vượt qua người gác cổng và còn nhiều hơn thế nữa, với hơn 36 video bài giảng tầm 3 giờ đồng hồ và tặng thêm nhiều file bonus về bán hàng, sẽ giúp các bạn nắm toàn bộ kiến thức căn bản về tư vấn bán hàng, từ quy trình mua bán hàng, xác định khách hàng loại A, cách trình bày sản phẩm, kỹ thuật vượt qua phản đối, xử lý từ chối, kỹ thuật chốt đơn hàng, cách giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng, v.v. Giúp các bạn tăng doanh thu lên 100% chỉ trong 3 giờ đồng hồ mà thôi. Các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi, miễn là bạn thấy khi nào phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn.